chị của Pháp đã lắm. Thương hiệu Lorraine là thương hiệu rất là nổi tiếng nha. Cho bán cái tờ giấy rồi lại đi. Rồi, canxi nhai này chị 480, canxi nhai 480. Mua một hộp này để ngay nhà cho em, phòng chống loãng xương. Lấy canxi magie qua luôn. Phòng chống loãng xương, mấy chị nghe Hà nói nè. Ví dụ như á, mấy đứa nhỏ mấy chị, nó lỡ nó sụm xuống nó té, xương nó có độ đàn hồi, nó đứng lên bình thường. Tuổi trung niên như chị em mình, hoặc cha mẹ già của mình sụm xuống một cái, đứng lên, chụp hình, mẻ xương, gãy xương, nứt xương. Cái viên canxi này nè, đây là canxi có magie, có kẽm, có zinc trong đây luôn. Mấy chị biết không, nó được sản xuất bởi thương hiệu Kalen. Uống cho Hà đi, mua một hộp này về để ngay cái bàn ăn gia đình nè. Mấy chị, cha mẹ mình mỗi ngày, sáng viên, trường viên, chồng mình, bản thân mình, từ 18 tuổi trở lên, cứ bổ sung canxi cho Hà, mà đặc biệt canxi Hà cầm từ Mỹ về nè. Canxi có magie, có kẽm, có zinc. Một hộp vậy là 580 ngàn. Mỗi người mỗi ngày uống 2 viên giùm Hà. Made in USA, chuẩn Mỹ trầm trầm. Cái đó là tháng 11 năm 2026. 580. Canxi phòng chống loãng xương, bảo vệ xương chắc khỏe, bảo vệ răng chắc khỏe, giúp cho không loãng xương, không gãy xương, không nứt xương, không mẻ xương, xương có độ đàn hồi nha. Một viên nhai canxi. Cái viên nhai này, chụp hình này cho Bin nè. Cái viên nhai này mấy chị biết không, mỗi ngày mỗi người nhai cho Hà một viên. Nó được 120 viên toàn bộ vị trái cây. Khi mấy chị nhai cho mấy chị nhìn cái trái cây ở đây không nè. Là thay vì mấy chị uống viên, mấy chị không uống thì mấy chị cứ nhai cái này cho Hà. Mỗi người nhai một ngày một viên. Phòng chống loãng xương, bảo vệ nguyên hệ xương khớp của mình chắc khỏe. Một hộp canxi có giá 480, vị trái cây toàn bộ. Toàn bộ là vị trái cây hết. Hàng Hà cầm từ nước Mỹ về. Hàng Hà cầm từ nước Mỹ về. Viên nhai canxi 480. Ngồi đó, dạ có chị, đau lưng nha. Hà Lan cho chị nha. Con đưa cho má đúng rồi. Rồi con đưa cho má cái cốc xám luôn. Rồi lấy thanh lăn đông, thanh lăn lăn nóng với lại bên gai. Chị, cái này nè chị. Cái này là cái quốc dân ai cũng biết tại Mỹ. Đây là glucosamine, chuyên trị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống, tràn màng dịch khớp gối, thoái hóa đốt sống cổ. Chị bị đau vai gáy cổ, chị bị đau nhất cái vùng mã vai này, chị bị đau lưng, đau nhức, đau buốt nguyên cái xương sống của mình, mất cảm giác, bị đau dây thần kinh tọa, bị khô khớp gối, đau đầu gối, đứng lên ngồi xuống đầu gối nó kêu cục cục, nó đau. Đồng thời mình đi lên lầu đi xuống cũng đau, đi tới đi lui di chuyển đau, đầu gối mình nó bị khô khớp gối. Trong cái glucosamine and chondroitin này, nó tạo ra chất nhầy, chất dịch, nó bôi trơn sụm xương và khớp cho bản thân xương khớp của mình. Nó phòng chống viêm xương, viêm khớp. Hàng em cầm từ Mỹ về, chị nhận một hộp này, đúng của Mỹ chị mới trả tiền cho Hà. Không đúng của Mỹ, chị lấy 830 ngàn, chị nhân lên 1.000 lần, em đền tiền cho chị. Glucosamine sáng của nước Mỹ có giá 830. Hà có cái dòng cực kỳ cao cấp là Cosamine. Dòng này là dòng cao cấp nhất bên xương khớp. Nó là khắc tinh, là thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống, tê bì chân tay. Tay chân mình bị tê nè, mình bị chuột rút nè, đau cái gáy cổ. Có những chị tê, những anh tê vùng này nè, tê mất cảm giác, cứng nhắc ở đây, tê, đau, bị đau dây thần kinh tọa, bị đau đầu gối, phù nề khớp gối. Sử dụng Cosamine dòng cao cấp, nó có 210 viên. Mỗi ngày sử dụng giùm Hà một viên, ngoại trừ quá nặng, viêm xương, viêm khớp quá nặng thì mới uống 2 viên. Còn chúng ta uống 1 viên là nó đã bảo vệ cho nguyên hệ xương khớp của mình rồi. 1,5 triệu. Em cầm từ nước Mỹ về, hàng trực tiếp của Mỹ, nhận hàng công đúng của Mỹ sẽ được đền tiền ngay tại chỗ nha. Một hộp như vậy đang có giá là 1,5 triệu. Cái đắt của nó là tháng 4 năm 2028 nha. Còn cái glucosamine xám là 830 ngàn, có 280 viên. Sáng chị uống 1 viên, trưa chị uống 1 viên. Sau 1 tuần sử dụng, chị hết đau đầu gối, chị hết đau cái lưng, hồi nào chị không hay luôn. Rất hiệu quả của nước Mỹ nha. Chị canh, chị Hoa Hồ chốt canxi nhai. Chị Nguyễn Phương là một canxi. Có dạ. Loại collagen nào uống hỗ trợ trắng da nhanh không? Có chị. Rồi có, em cho chị collagen trắng nhanh nhất và trị nám. Rồi, mấy chị, Hà có thanh lăn tê và Hà có thanh lăn nóng.
xài cái này cho Hà. Lý do mấy chị nửa tối về là nhức nè, quá trời nhức cái vai gáy cổi nè, tê tay tê chân quá nè, nhức cái xương sống nè, nhức ở đâu mấy chị cứ lấy ra, mấy chị lăn ở đó. Đây thanh lăn nóng, mấy chị mở ra là nó như vậy. Sữa mặt em có nha. Rồi khi mấy chị nè, cái thanh lăn nóng nè và thanh lăn tê, Hà có nóng và có tê luôn. Khi các chị mở ra bên trong là nó như vậy nè, khi các chị mở ra là nó như vậy nè, đây nó nóng nha. Ai mua thanh lăn nóng nó sẽ nóng. Mấy chị lăn như vậy giùm Hà, lăn vô vùng vai gáy cổ, lăn vô những cái nơi nào mà chị đang đau nhất, nó nóng nó châm chích y chang như mấy chị đang được châm cứu, và cắt đứt cơn nhức của mình trong vòng 2 phút. Hàng Hà cầm từ nước Mỹ về, comment giùm Hà thanh lăn nóng 350 em cầm trực tiếp từ Mỹ về, không đúng của Mỹ được đền tiền ngay tại chỗ nha. Nhức ở đâu mấy chị bị đau vai gáy cổ nè, cầm lăn lăn gì giùm Hà, nhức tay lăn ngay tay, nhức đầu gối lăn đầu gối, nhức xương sống lưng vô xương sống lưng, nó nóng nha mấy chị. Còn ai không chịu được nóng thì mua thanh lăn tê. Cái thanh lăn tê này nó mắc, sẽ mắc tiền hơn. Thanh lăn tê khi mấy chị lăn vô cũng y như mở ra vậy, nhưng mà khi lăn vô nó gây tê tại chỗ và nó thấm vô tới xương của mình. Các chị thấy các vận động viên mà chơi thể thao không, người ta xịt cái chất tê vô là đứng lên chạy nhảy được liền. Đây là cái thanh lăn tê của Mỹ nha mấy chị. Một hộp như vậy là 350. Comment giùm Hà thanh lăn nóng, chị nào không chịu được nóng thì dùng thanh lăn tê. Hàng Hà cầm từ Mỹ về giá 350, không đúng của Mỹ được đền tiền tại chỗ nha. Rồi Hà lên qua này được không? Hà có cái bên gai nữa nè, Hà có cái bên gai nữa nè. Bên gai này rất hay của Mỹ, 240.000 một cái bên gai của Mỹ. Hà lên bộ não cho chị nha. Hà lên bộ não cho chị. Chị ơi, bộ não Hà có một cái bộ não này. Hà có cái Ginkgo đâu? Dạ. Hả? Đây Ginkgo. Rồi bây giờ Hà lên bộ não cho mấy chị nha. Đầu tiên Hà sẽ lên cái Ginkgo của Hà sẽ lên một cái focus của Mỹ. Các chị, cái focus này sẽ, cái bộ não này dành cho gì? Anh chị em nào, mấy chị nè, đang đứng lên ngồi xuống xây xả mặt mày, hoa mắt ha, cái đầu giật bưng bưng, nhức nửa đầu, bị đau, các chị bị rối loạn tiền đình, đặc biệt là mấy chị bị mất ngủ, sử dụng cái focus giùm Hà. Focus là bộ não của Mỹ, chuyên trị rối loạn tiền đình, chuyên trị đau nhức nửa đầu, đứng lên ngồi xuống xây sẩm choáng váng, đặc biệt là bị mất ngủ. Chúng ta một đêm chúng ta hay bị mất ngủ thì chúng ta sử dụng cái bộ não focus em cầm từ nước Mỹ về, chuẩn Mỹ 100%. Một hộp bộ não focus của Mỹ đang có giá 750, không đúng của Mỹ, Hà đền cho mấy chị 1000 lần. Khi nhận hàng không quan trả tiền, các chị check ngay đây, nó sẽ ra thông tin đầy đủ, nó sẽ có mã số đầy đủ của Mỹ hết. Đây là dòng bộ não chuyên trị rối loạn tiền đình, đau nhức nửa đầu, xây sẩm mặt mày và mất ngủ. Bộ não 750 nha. Mỗi ngày sử dụng như mà 2 viên, một hộp như vậy các chị sử dụng được 3 tháng. Thứ hai, Hà có cái Ginkgo của nước Pháp, được sản xuất tại nước Pháp. Dạ có đường ăn kiêng nha, để Hà lên liền. Các chị, đây là Ginkgo của Pháp nè. Cái bộ não của Pháp mấy chị biết không? Mấy chị để ngay bàn ăn gia đình đi. Mỗi ngày chồng mình 2 viên, mình 2 viên, cha mẹ mình 2 viên, con mình từ 18 tuổi trở lên 2 viên. Tại sao uống cái bộ não Ginkgo này? Nó là hoạt huyết dưỡng não, nó giúp cho chúng ta không đau đầu, không nhức đầu, không bị xây xẩm mặt mày, trị bệnh mất ngủ, đồng thời giúp máu tuần hoàn lên não, đồng thời giúp máu tuần hoàn về não tốt và ngăn ngừa tai biến mạch máu não. Một hộp bộ não của Pháp được sản xuất tại Pháp, cái đát của nó là tháng 5 năm 2027, có 200 viên, mỗi ngày chúng ta sử dụng 2 viên. Bộ não hoặc quý dưỡng não của Pháp 550, hàng giả em đền cho 1000 lần luôn. Rồi Hà có một cái bộ não này được gọi là bộ não cấp tốc của Mỹ. Cái bộ não này được gọi là bộ não, mấy chị thấy cái hình của bộ não nè, nó được gọi là bộ não cấp tốc. Hà cầm từ Costco của Mỹ về, một hộp này nó chỉ có 42 viên thôi. Và nó ai mới dùng cái bộ não này, khi chúng ta bị stress quá nặng, chúng ta bị áp lực công việc kinh khủng khiếp, một đêm chúng ta ngủ có 2-3 tiếng và chúng ta bị mất ngủ liên tục, chúng ta bị gọi là gặp những sự cố mà gọi là tới khủng hoảng thần kinh luôn ha, suy nhược thần kinh luôn, mặt mày chúng ta chởm lơ rách sắc, chúng ta không ngủ được thì mặt mày hốc hác lên rách sắc. Sử dụng cho Hà một viên này vô,
nó được gọi là bổ não cấp tốc, hỗ trợ cho những anh chị em nào đang bị áp lực quá nặng, bị stress quá nặng, gặp những sự cố mà không thể nào vượt qua được. Rồi chúng ta mất ngủ, chúng ta mặt mày chúng ta chởm lơ, xanh lè, xanh lét, mặt mày hốc hác. Uống cái này vô, bao nhiêu cái sự tập trung trí não nó sẽ tập trung về một cục cho mấy chị. Tăng cường sự tập trung, hỗ trợ cho chúng ta có một cái giấc ngủ ngon và sâu, hỗ trợ cho chúng ta phục hồi lại thần sắc, chống lại suy nhược về thần kinh. Đây được gọi là bổ não cấp tốc của nước Mỹ. Một hộp như vậy nó có 42 viên, 1.250.000. Khi chúng ta bị stress quá nặng, bị mất ngủ quá nặng, bị sự cố áp lực quá nặng thì chúng ta hẳn uống thế đó. Khi chúng ta uống rồi mà cơ thể chúng ta cân bằng được rồi thì chúng ta không uống nữa. Đó là bộ não cấp tốc đô rất là mạnh, hàng của Mỹ, tăng cường sự tập trung cao độ luôn. Made in USA. Comment đi mà, bộ não cấp tốc 1250, 1.250.000 nha. Chị Ngọc Tuyết hỏi là kẹo ngủ hay là kẹo nhỏ gì chị? Mấy chị đừng ăn kiêng nè. Bây giờ chúng ta lớn tuổi rồi, các chị sử dụng cái đường ăn kiêng của Mỹ đi, nó sẽ hỗ trợ cho mình không bị bệnh mấy chị, không bị bệnh. Cái đường ăn kiêng này nè, một thùng như vậy nè thì nó có 1.000 gói trong đây. Hà cầm từ Mỹ về, Hà cầm từ nước Mỹ về đường ăn kiêng hay còn gọi là đường ruốc. Nhưng mà mấy chị mua một thùng như vậy 1.000 gói là chỉ có những cái tiệm cà phê nó mới mua có hàng một lần một thùng. Còn mình mua mình ăn gia đình á, Hà chiết lên nè, một set như vậy là được 100 gói đường ăn kiêng hay còn gọi là đường ruốc của nước Mỹ. Chế độ ăn uống mấy chị pha cà phê uống hàng ngày, các chị nêm trong mì gói, nêm thức ăn hàng ngày của mình, nêm là chiên trứng hoặc là thức ăn của mấy chị, các anh á, mình nêm cái đường thuốc này để mình phòng chống bệnh tật nha. Một bịch như vậy nè có giá là 100k, một set là 100k, một thùng như vậy là 900.000. Có đi uống tiểu đường không? Dạ có. Chị Bạch Cúc hỏi có vừa gọi chị rụng tóc không? Dạ có chị Bạch Cúc, Hà trả lời chị nha. Tư vấn mỏ méo cô Hà ơi. Dạ. Chị Ngọc Tuyết hỏi kẹo nho. Kẹo nho hả chị? Rồi chị, để mấy đó nó kiếm. Chị, một set đường ruốc, một set đường ruốc có giá là 100, một thùng đường ruốc là 900, made in USA, đường ăn kiêng nha. Bây giờ mình lớn tuổi rồi mình sử dụng những đường này để chị bảo vệ sức khỏe của mình, bảo vệ sức khỏe của mình. Rồi tư vấn mở máu đi chị Hà ơi. Lấy mở máu rồi các chị, đây là tiểu đường nè, rất nổi tiếng của Mỹ. Mấy chị thấy cái cây này là cái cây quế mấy chị nha. Nó giúp cho, nó có đầy đủ vitamin trong đây, hỗ trợ cho người đang bị tiểu đường không có bị sụt cân nha, giúp cho thức ăn đưa vô miệng người tiểu đường được hấp thu hết luôn, nhưng mà không bị giảm cân xuống, cân bằng đường huyết, ổn định đường huyết để cho đường huyết ổn định tới giảm xuống không có tăng lên, hỗ trợ đầy đủ vitamin cho người tiểu đường, giúp cho người tiểu đường không có bị giảm cân nữa. Một hộp tiểu đường ngăn ngừa và điều trị có giá 780, made in USA, nó có 200 viên, mỗi ngày sử dụng cho mà 2 viên, viên uống ngăn ngừa tiểu đường của nước Mỹ 780, có 200 viên, mỗi ngày sử dụng được 2 viên thì mấy chị xài được trên 3 tháng. Nếu không đúng hàng của Mỹ, em đền cho mấy chị 1.000 lần. Comment giùm Hà, viên uống tiểu đường 780. Hà có mỏ máu nè, chelate up rất nổi tiếng tại Mỹ. Cái chelate up này là cái gì? Anh chị em nào mà đường huyết không ổn định, lên máu hoài hoặc là tuột máu à, thì nó hỗ trợ cho mình huyết áp ổn định, bảo vệ cực kỳ tốt cho trái tim của mình, đặc biệt giúp mà gan không nhiễm mỡ, máu không nhiễm mỡ. Cho lết ớt, viên uống giảm mỡ máu, hàng của nước Mỹ, 210 viên, một hộp như vậy là 990.000, made in USA, không đúng hàng Mỹ đền tiền 1.000 lần, không đúng hàng nước Mỹ đền tiền 1.000 lần. Viên uống mỡ máu cao, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, hỗ trợ huyết áp, những chị mà hay tăng huyết áp hoặc là hay tụt huyết áp, hỗ trợ cho đường huyết mình ổn định luôn. 990, không đúng hàng Mỹ đền tiền 1.000 lần. Cái đắt của nó là tháng 10 năm 2025, mỗi ngày mấy chị sử dụng giùm Hà 2 viên, made in USA. Dạ lên giờ gọi chị rụng tóc. Được, được, được. Rồi em lên giờ gọi trị rụng tóc nha. Mấy chị dầu gội rụng tóc này mấy chị phải một viên uống tiểu đường 780. Dạ cho em xin số điện thoại nha. Các chị tại thị trường Việt Nam, dầu biotin này đang tràn ngập thị trường hàng giả. Các chị phải là những người mua hàng thông minh, đừng để trúng hàng giả nha. Đây là cầm trực tiếp
từ Mỹ về. Các chị chết ra mà không đúng của Mỹ. Cái chai này 380, không đúng Mỹ em đền 1000 lần. Chai này 650 em đền 1000 lần. Comment cho mẹ nè. Dầu gội chống rụng tóc. Trong đây nè mấy chị, nó vừa ngăn ngừa rụng tóc, vừa kích thích mọc tóc con. Trong đây nó có collagen để nuôi tóc cho mấy chị, nuôi dưỡng cái mấy tóc mà bồng bềnh dày lên mượt mà. Mấy chị mua trúng hàng giả, nó đóng cục mình tanh bằng cái mái tóc mình hết. Còn cái này Hà cầm trực tiếp từ Costco của Mỹ về, không qua trung gian bất cứ người nào. Các chị nhận hàng không đúng của Mỹ, bé Hà đền cho mấy chị 1000 lần luôn. Dầu gội biotin chuẩn Mỹ 100%. Một hộp như vậy đang có giá 380 và bình lớn như vậy là 650. Bình này là 750ml, bình này là 385ml. Made in USA. Hà có xả, Hà có gội. Một cặp xả gội nhỏ là 760. Một cặp xả gội lớn xài mấy tháng trời là 1,3 triệu. Không đúng của Mỹ, được đền tiền tại chỗ liền ngay tức thì. 380 cho chị Tuyết Tuyết, chị Nguyễn Hạnh tư vấn em thuốc tan sỏi thận đi chị. Rồi ok chị. Em ưa bị đau đầu thì dùng gì? Rồi Hà có nha. Chị đau đầu chị sử dụng cái focus giùm Hà. Chị uống cái focus giùm Hà. Hoặc là chị uống cái việc chị, nếu mà chị bị rối loạn tiền đình luôn nha. Chị đang ngồi chị đứng lên chị bị xây sẩm mặt mày, nhức đầu, hoa mắt. Chị đứng lên cái đầu chị nó giật bưng bưng bưng, nhức nửa đầu, hay bị mất ngủ ha. Chị sử dụng cái này nè, cái bộ não focus này nè, hay lắm. Chuyên trị rối loạn tiền đình, đau đau nhất cái vùng này, mất ngủ và say sẩm mặt mày, nhức nửa đầu, 750 chuẩn Mỹ 100%. Không đúng em đền tiền cho chị 1000 lần. Không đúng hàng của Mỹ. Các chị biết không, Hà không có mua của ai trên, mà Hà mua tại Mỹ, tới tay mấy chị thôi, không có qua tay người nào thứ ba hết. Nên mấy chị yên tâm tuyệt đối về sản phẩm của nhà Hà. Hey, hàng giả là em đền cho mấy chị liền. Một chai bổ não focus chuyên trị rối loạn tiền đình, đau nhức nửa đầu, chống say sẩm mặt mày, hoa mắt. Mấy chị bị choáng váng mặt mày đó, và đặc biệt trị được bệnh mất ngủ cho mấy chị luôn. Bổ não focus 750. Chị Nghiêm Trinh chốt dù gọi lớn cho em xin số điện thoại. Chị Nghiêm Trinh, chị nhận mà không đúng hàng của Mỹ, Hà đền chị 1000 lần. Chị Đẹp Bích Hạnh nói cho em xem lại viên uống tiểu đường. Một hộp như vậy là chị là 650, chị biết nó có tới 750ml. Made in USA, chuẩn Hà cầm trực tiếp từ Mỹ về. Các chị nghe Hà nói, các chị đừng có ham đồ hàng rẻ. Tiền nào thì đi với của đó à. Mấy chị ham đồ rẻ, nhiều khi mấy chị mua trúng đồ giả. Mấy chị hiểu ý Hà nói không? Còn cái này Hà cầm trực tiếp từ Mỹ về. Các chị đang ở tại Việt Nam, nhưng mà mấy chị phải lựa những cái hàng uy tín. Mấy chị phải lựa. Bây giờ thị trường nó gạt người ta nhan nhản hết trơn à. Thành ra mấy chị phải lựa những nơi mà người ta bán hàng có tâm. Một hộp như vậy đang có giá là 650, 750ml nha. Ngoài ra có dầu gội bưởi của Pháp. Có bộ mắt không chị? Dạ có bộ mắt. Một chai dầu gội bưởi gì là 195. Mấy chị thấy cái lá cờ của Pháp không? Gia đình Hà là sống tại Pháp nha. Một chai dầu gội bưởi chuyên đặc trị rụng tóc, kích thích mọc tóc con, nhưng mà nó không có collagen. Bạn này mới có collagen luôn, để nó nuôi dưỡng tóc, nó làm cho tóc mình mướt bồng bềnh nổi lên. Còn bạn này tóc tôi rụng quá phải không, trị hết rụng tóc cho mấy chị. 195 ngàn cho size nhỏ và 320 ngàn cho size lớn. Dầu gội bưởi đình đám nó thơm, bà có nội luôn, nó thơm dữ lắm, trị hết trơn rụng tóc cho mấy chị luôn. Nhưng mà nó không có xả nha, mấy chị muốn thì mấy chị phải mua thêm chai xả. Comment gì mà dầu gội bưởi của Pháp 195 chuyên đặc trị rụng tóc và dầu gội bưởi 320. Hà có hàm hả chị ơi? Tiểu đường Hà có hai dòng, một là tiểu đường này và hai là tiểu đường quế. Chị xài cái nào nó cũng hiệu quả. Hà giới thiệu chị nè, cái tiểu đường này là tiểu đường chiết xuất từ quế nè mấy chị. Tiểu đường này á là tổng hợp tất cả các vitamin, tất cả công dụng, Hà nói cho mấy chị nghe nha. Cái này là viên, nó có 200 viên, mỗi ngày chị sử dụng như mà 2 viên thì nó chị sử dụng được 100 ngày, ngăn ngừa cho mình không có bị sụt cân, hấp thu hết đồ ăn của chị, ăn vô bao nhiêu nó được hấp thu hết. Nó có vitamin hỗ trợ cho chị không có bị sụt cân, bồi dưỡng cho mình có thêm chất đề kháng, và đặc biệt là ngăn ngừa cái đường huyết của mình, giúp cái đường huyết của mình cân bằng và tê giảm xuống, không có tăng đường huyết lên. Một hộp như vậy là 780, em cầm từ Costco của Mỹ về. Mỗi ngày chị sử dụng 2 viên giùm em, viên uống ngăn ngừa và điều trị tiểu đường của nước Mỹ, 780. Dạ, dầu gội 195 cho chị Duyên Nguyễn, cô Thúy, một dầu gội 320, có dầu gội trị nấm da đầu không dạ chị? Dạ có, đem lên đi con. Còn cái này nè mấy chị, cái này nó sẽ có là 60 gói bên đây. Đây, các chị nhìn các viên thuốc nè, nó có 60 gói. Khi mà mấy chị á khui cái bạch này ra, khui cái siêu này ra, thì ở đây nè, ở đây nó có cái ngấn nè, mấy chị nắm cái này, mấy chị mở ra là nó y chang như học tủ. Mấy chị rút ra một bịch,
Xong mỗi bịch nó sẽ có 6 viên thuốc. Mỗi bịch như vậy nó có 6 viên thuốc. Nè chị nè, nó có 6 viên thuốc. Các chị nhìn nè, cái viên to nhất, cái viên dài nhất là chất dinh dưỡng dành cho người tiểu đường. Cái viên dài nhất đây nè là chất dinh dưỡng dành tiểu đường. Sáng mấy chị ngủ dậy lấy cái gói thuốc ra, lấy cái viên to đùng này uống đầu tiên. Nó là dưỡng chất dinh dưỡng dành cho người tiểu đường, hỗ trợ tăng cường nên sức đề kháng cho người tiểu đường, giúp người tiểu đường không có bị sụt ký, ớt, sụt cân. 5 viên còn lại là 5 vitamin hỗ trợ cho người tiểu đường. Thức ăn vô miệng người tiểu đường được hấp thu toàn bộ hết, nhưng cân bằng đường huyết và hạ xuống, không cho đường huyết cao lên. Đặc biệt hỗ trợ đầy đủ dinh dưỡng cho người tiểu đường. Một hộp như vậy là 770 ngàn, mấy chị uống được 2 tháng. Nó có 60 gói trong đây, và nhà sản xuất tại Mỹ họ phân sẵn cho mấy chị. Cứ mỗi ngày mấy chị lấy một gói ra, trong một gói đó sẽ có 6 viên thuốc. Uống cái viên to nhất là chất dinh dưỡng và 5 viên còn lại là 5 vitamin. Một hộp trên mỗi gói đều có cái đắt hết, trên mỗi gói đều có hạn sử dụng hết. 770 tiểu đường của Mỹ. Có kem đánh răng Aqua Fresh không? Hũ cam sau lưng chị là thuốc gì vậy? Hũ cam, dạ đó là nghệ nhai đó chị. Rồi cho em lên cái này, dầu gọi hết thuốc nè, chuyên đặc trị viêm nấm da đầu. Chị nào, anh nào, cái da đầu của chúng ta bị viêm, bị nấm, bị ngứa, đặc biệt gầu tơi tả, gầu mà dở lên như vậy, gầu nó lợn cợn hết, chúng ta càng như vậy gào một áo luôn, thì đây là được Bộ Y tế công nhận. Được Bộ Y tế công nhận, Hà cầm từ nước Mỹ về. Các chị check ở phía sau này, chỗ này Made in USA, chỗ này có ngày sử dụng, có hạn sử dụng. Đây, có ngày giờ, có hạn sử dụng cho mấy chị. Em cầm trực tiếp từ Mỹ về một chai hết đặc trị viêm nấm da đầu và đặc trị gầu rất hay. Có giá 390, hàng giả đền 1.000 lần. Hàng giả Hà đền cho mấy chị 1.000 lần. Comment giùm Hà, hết đặc trị, hết đặc trị hoặc là hết thuốc 390. Rồi, còn hết thường này mấy chị 195. Hết thường này là của Pháp. Hết thường này nhận hàng không đúng của Pháp, được bé Hà đền cho 1.000 lần. Nha Đam, đây mát da đầu, không khô da đầu thì da đầu không bị có gầu. Một chai hết của Pháp có giá 195. Mẹ ơi, nhà mình hết dầu gội đầu rồi, cứ mua này về, vừa mát da đầu, có Nha Đam nuôi dưỡng cái da đầu, nó giúp cho da đầu không bị khô, không có gầu, không bị ngứa gì hết. Made in France, hàng Pháp, không đúng của Pháp, bé Hà đền tiền 1.000 lần. Nhẹ nhai công dụng gì? Rồi, vậy? Ok. Một tiểu đường quế dùng đơn. Một chai hết của Pháp 195. Chị ơi, viên nhai nghệ nha. Nghệ Hà có 2 dòng. Nghệ Hà có 2 dòng nha. Các chị nghe Hà nói từng cái. Cái viên cái hộp to nè, chị thấy cái viên này không? Đây là nghệ, viên nghệ nhai của nước Mỹ. Công dụng của nó là gì? Hỗ trợ cho những ai đang bị viêm xương, viêm khớp nặng, bị sưng tấy, bị đau cái khớp gối đau kinh khủng khiếp. Chúng ta bị viêm xương, viêm khớp nặng, cộng với những ai đang bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày, ở chua, bị viêm bao tử, bị đau bao tử, thì viên nghệ nhai của nước Mỹ sẽ hỗ trợ cho chúng ta hết viêm xương, viêm khớp, hết đau đầu gối. Cộng những người đang bị viêm xương khớp mà lại có bị bao tử, viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày. Bên cạnh đó, cái viên nghệ nhai này, bên cạnh đó cái viên nghệ nhai này nó còn hỗ trợ cho những chị em nằm đi làm đẹp về, mới đi sửa mắt, sửa mũi gì vậy đó, treo lông mày, sửa mũi làm mắt, mặt bị sưng lên, bị tím lên, nha cái viên nghệ nano này vô thì hết bầm tím, hết sưng nha, giúp cho mau lành vết thương. Những anh chị em nào mổ vết thương hở, ví dụ chúng ta sanh em bé hoặc là chúng ta phẫu thuật mổ vết thương hở, thì cái nha cái nghệ nano này vô nó sẽ giúp làm liền vết thương, liền sẹo, mau lành vết thương. Em cầm từ nước Mỹ về. Đây là viên nghệ nhai được sản xuất chuẩn Mỹ trăm trăm. Hàng giả em đền cho mấy chị 1.000 lần. Viên nghệ nhai có giá 1.350.000, được 200 viên. Mỗi ngày nhai giùm Hà 2 viên. Còn nghệ nano giá nhiêu ạ? Rồi, nghệ nhai 1.350. Rồi bây giờ nghệ nano này chị. Cái nghệ nano này quá cao cấp, nó có giá là 1.550.000, nó có 220 viên, chúng ta sử dụng được 110 ngày. Công dụng của nghệ nano này là gì? Ngăn ngừa ung thư. Trong nội tạng của chúng ta có 11 bộ phận mà bị sưng, bị viêm tấy, bị sưng, bị loét. Nó là viên uống chống viêm loét số 1 của Mỹ và ngăn ngừa ung thư số 1 của Mỹ. Các chị đang bị viêm loét dạ dày, bị viêm đại tràng, bị viêm ruột, viêm phổi, viêm amidan,
viêm tụy, viêm túi mật. Trong nội tạng chúng ta bị viêm, bị sưng tấy, thì cái nghệ nano này vô sẽ chống viêm loét số 1, hỗ trợ cho những chị em đi làm đẹp về mặt mày bị sưng lên, uống vô xẹp xuống hết sưng, hỗ trợ cho vết thương mổ của chúng ta liền lại nha. Hỗ trợ cho những anh chị em nào đang bị ung thư, đang chạy hóa trị và xạ trị, nó tăng cường sức đề kháng, nó hỗ trợ đem sức mạnh để chống chọi là căn bệnh ung thư. Thì đây là nghệ nano viên uống ngăn ngừa ung thư số 1 của Mỹ luôn. Một hộp như vậy có 220 viên, Hà cầm trực tiếp từ nước Mỹ về, không đúng hàng của Mỹ, em đền tiền 1.000 lần. Nghệ nano 1.550.000, mình uống được 110 ngày. Ngoài ra Hà có một cái dòng cao cấp. Hôm đó giá bao nhiêu ạ? Rồi em lên liền. Hà có cái nghệ viên này thì nó cao cấp hơn cái này, bởi vì cái hàm lượng này có 1.500 à. Hàm lượng này có 1.500, nhưng mà riêng bạn này hàm lượng của nó lên tới 2.250. Chúng ta ai đang bị viêm loét dạ dày quá nặng, trong nội tạng của chúng ta bị sưng, bị viêm, bị tấy, sử dụng cho Hà. Bị viêm, bị sưng, bị tấy trong nội tạng của mình, viêm đại tràng, viêm ruột, viêm abdan, viêm phổi, viêm túi mật nha. Bị viêm, bị sưng, bị tấy, viên uống ngăn ngừa ung thư của nước Mỹ nè, hàm lượng của nó lên tới 2.250. Một hộp như vậy là 1.500.000. Nó có 210 viên. Hai viên này công dụng y hệt nha, nha. Nhưng mà bạn này thì cao cấp hơn. Bạn này tới 2.250, bạn này chỉ có 1.500 thôi. Viên nghệ của Mỹ nha. 1.500.000, một hộp như vậy là 1.500.000. Chị xịt thơm của Bath & Body Works, ta nói với mấy chị á, nó thơm nhất cái nách. Hà có size nhỏ nữa nè. Hà có size nhỏ nữa nè. Đây. Hà có size nhỏ, Hà cầm từ Bath & Body Works về nè. Năm mùi best seller nhất, năm mùi thơm nhất của Mỹ nè. Rồi bây giờ nó công dụng nha. Mấy chị sáng ra đi làm, mặc bộ đồ ra trong người rồi, chuẩn bị đi làm, mở chai này ra, xịt thẳng vô người giùm Hà, tia một dòng về cho Hà. Rồi mấy chị đi tới đâu nó thơm tới đó. Nó là nước hoa của cơ thể mình, nó là body mist. Các chị có xe hơi, đặt cái chai này trong xe hơi cho Hà. Các chị lên tới xe cầm chai này xịt nhẹ trong xe hơi mình cái, là mấy chị lái xe. Trong xe mấy chị luôn luôn có mùi thơm, thơm bán ngát trời mây. Trên xe mà có ăn đồ ăn, hoặc là con nhỏ của mình mà nó lên, nó lăn tăn, nó quậy trên xe, hoặc là có hơi người trên xe, các chị xịt cái này vô khử mùi, và đặc biệt thơm cái xe hơi của mình thơm hoài. Các chị mở tủ quần áo ra cho Hà, cái tủ quần áo nhà chị cầm chai này nè, xịt thẳng vô quần áo luôn, xịt thẳng vô quần áo đang treo, xong mấy chị đóng lại đi, nó nhốt lại là cái mùi thơm này nè, mùi nước hoa này nè, nó bám vô quần áo và được nhốt kích trong đó. Tới lúc mấy chị soạn một cái đầm mặc, mặc soạn một cái áo mặc cho chồng mình, một áo sơ mi mặc, ta nói mùi thơm của này nó chất ngất trời mây. Tư vấn giúp em ngăn ngừa đột quỵ. Một hộp quần áo mấy chị mặc là luôn có mùi thơm, em cầm từ Mỹ về, một chai như vậy là 390.000, xịt thơm chuẩn của nước Mỹ trăm trăm. Các chị nói Hà ơi, Hà lựa cho chị mùi thơm dai dai nha. Hà ơi, chị không có chịu được mùi nồng, Hà cho chị mùi nhẹ nhàng nhưng mà nó phải thơm. Hà ơi, cho chị mùi Việt Kiều đi. Hà ơi, chị thích mùi thơm dai và gắt. Cái Into the Night này là thơm mạnh nhất. Cái Into the Night này là thơm mạnh nhất nha. Còn những cái phiên bản kim cương này nè, là mùi Việt Kiều xài, nó thơm bà có nổ luôn, nó thơm bà không có bút giấy nào tả nổi. Hà cho mấy chị xịt thử rồi hãy trả tiền cho Hà. Khi shipper đem tới, các chị mở ra, các chị xịt thử cái, ồ Hà ơi thơm quá, trả cho Hà 390.000. Xịt ra mà không thơm, Hà ơi cho chị gửi lại nha, nữa chị mua món khác. Tại vì mình chưa có được xịt thử, mình không biết nó là cái gì. Em nếu chết ra không đúng của Mỹ thì Hà đền tiền cho mấy chị. Made in USA, đây là xịt body mist của nước Mỹ. Comment giùm Hà, comment giùm Hà. Xịt thơm 390, muốn mùi như thế nào cứ nhắn em, em lựa cho mấy chị. Xong khi mà shipper đem tới mở ra xịt cái, ok thì trả tiền cho Hà, không ok trả lại ha. Xịt thơm 390, mấy chị lấy những cái phiên bản kim cương này đi, nó thơm chất ngất trời mây. Hoa anh đào, hoa anh đào mùi diệt cơm kiều cho chị Tuyết Tuyết, rất là thơm ha. Rồi cái Into the Night là có mùi thơm mạnh, Into the Night là mùi thơm mạnh. Hà có chai nhỏ nè, Hà có chai nhỏ nè mấy chị. Chai nhỏ này khi đem ra là nó như vậy nha, đem ra là nó như vậy. Em xem kem đánh răng 190.000 nè, nó y như chai này nhưng mà nó làm phiên bản nhỏ thôi, y hệt nhưng mà làm phiên bản nhỏ. Mấy chị đi đâu mấy chị bỏ vô trong cái giỏ, bỏ trong, nếu mình có hai ba nhà để lên nhà này một chai, nhà kia một chai, đi đâu mấy chị xịt vô người giùm Hà. Cái dạng làm gọn để cho mình đi du lịch, mình đi lên máy bay rồi nó gọn nè ha. Một chai xịt thơm nhỏ, size nhỏ có giá 190.
tất cả đều cầm từ Mỹ về. Không đúng của Mỹ đền tiền cho 1000 lần, không đúng hàng của Mỹ em đền cho mấy chị 1000 lần. Xịt rơm của Mỹ nè, xịt rơm của nước Mỹ 190 và size lớn là 390. Rồi Hà qua nha. Nè mấy chị mua nguyên set này, nó gồm 5 mùi thơm nhất Hà cầm từ Bath & Body Works của Mỹ về, chuẩn của Mỹ 100%. Một hộp một set như vậy Hà bà đang bán là 950.000. Mình được 5 chai nước hoa cơ thể của nước Mỹ, chuẩn Mỹ nha. 5 mùi, mình có con dâu, mình có con gái, mình có ai bên nhà mình mua thì mình để mỗi nơi một chai, hoặc là để trong xe hơi đi đâu xịt vô chị Hà, thơm chất ngất trời mây luôn nha. Hà cầm từ nước Mỹ về. Xịt rơm, Hà có xịt rơm của Nam nữa nha mấy chị. Hà có xịt rơm của Nam nữa. Xịt rơm của Nam là 350 của mấy anh Nam nè. Nè. Đó, để cái này lên. Đây Hà cầm từ Mỹ về, cầm lên. Mấy anh xịt như vậy thơm từ sáng cho tới chiều tối luôn. Một chai xịt rơm như vậy đang có giá là 350. Hà cầm từ Mỹ, chuẩn Mỹ á. Chuẩn Mỹ 100%. Xịt rơm Nam, xịt rơm Nam 350. Rồi đưa bộ mắt qua con. Chị Lê Nguyễn cho chị hai chai xịt thơm 390. Dạ. Chị em tư vấn cái đột quỵ nha. Có xịt cùng kính không? Có, dạ có. Xịt thơm chai nhỏ Kim Chi Nguyễn phí mình chai xịt 390. Rồi, bộ mắt nha. Rồi. Với hộp xịt 1,5 triệu. Xịt thơm vùng kính qua con. Dạ nghệ nano là 1,550 nha. Không con, 1,5 triệu là cái này nè con. À 1,5 triệu dạ là ok. 1,5 triệu là cái này, cái hàm lượng nó rất là cao. 1,5 triệu là cái này nè. Chị nào hỏi em ăn ngừa đột quỵ nha. Đây là viên uống ngăn ngừa đột quỵ, sau đó em lên là viên bổ mắt nha. Sau đó em lên viên bổ mắt. Bổ mắt của nước Mỹ hình con mắt nè. Hình con mắt này rất nổi tiếng. Rồi, các chị về ngăn ngừa đột quỵ, Hà sẽ có hai dòng. Hà sẽ có hai dòng. Thứ nhất, nhỏ 190 cho chị Hồng Lý. Hà cảm ơn chị ạ. Cái này nè mấy chị. Thơm lắm mấy chị, hàng của Mỹ. Thấy nơi xịt thử chứ Hà. Ok mới trả tiền, không ok mình không nhận nha. Nè, em cảm ơn nha. Rồi, cái này là COQ10 tím nè mấy chị, nó có 100 viên. Đây là viên uống bổ tim ngăn ngừa đột quỵ, thích hợp cho những người đang bị béo phì nè, những người mà có bệnh lý về tim mạch nè, đặc biệt là những người đã bị tai biến. Sử dụng cho Hà mỗi ngày một viên, nó giúp cho chúng ta không có ra đi bất đắc kỳ tử, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim và ngăn ngừa đột quỵ. Viên uống bổ tim và ngăn ngừa đột quỵ của nước Mỹ nó có 100 viên, mỗi ngày sử dụng giùm Hà một viên, đúng của Mỹ mới trả tiền cho Hà, không đúng của Mỹ được đền tiền 1000 lần. Một viên bổ tim có giá 680, made in USA, chuẩn Mỹ 100%, đúng của Mỹ mới trả tiền cho Hà. Cái thứ hai, Hà có viên uống đột quỵ đen, hàm lượng lên tới 3X, có nghĩa là cái dòng rất là mạnh. Những anh chị em nào đang bị tai biến nặng, những anh chị em nào đang bị béo phì và có triệu chứng về tim mạch, sử dụng cho Hà mỗi ngày một viên này. Đây được gọi là viên uống tim đen hay là viên uống đột quỵ, hàm lượng mấy chị thấy chữ 3X không? Có nghĩa là nó rất là cao nha. Nó ngăn ngừa tuyệt đối đột quỵ và ngăn ngừa tuyệt đối nhồi máu cơ tim, giúp cho máu tuần hoàn về tim tốt, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim, tim bị thắt chặt, máu tuần hoàn về não tốt. Các chị biết những người mà bị tai biến á, tại sao đang đứng ta ngại ngã đó các bạn? Do máu nó không lên được tới cái này, máu nó không bơm được tới này, nó bị nghẽn lại. Thì các anh chị xài giùm Hà cái này. Ngoài ra Hà có cái aspirin cũng hỗ trợ cho đột quỵ cực kỳ hay, và hỗ trợ cho những anh chị nào mà bị đau xương, viêm xương, viêm khớp, đau và động mạch vành nó bị nghẽn lại và máu không đông. Đó, những ai mà bị tai biến sử dụng cái này rất hay. Một set như vậy là 450 nè. Nó hỗ trợ cho những người mà bị máu không đông lại ha. Hỗ trợ cho chống máu không đông nè, hỗ trợ cho chúng ta về xương khớp ha, hỗ trợ cho những anh chị em nào mà bị nghẽn tim nha, hẹn nghẽn tim rất tốt, và đặc biệt hỗ trợ cho những anh chị em mà bị đang bị tai biến. Một set như vậy là 450 aspirin. Chúng ta bị đau đầu, nhức đầu, chúng ta bị sốt, sử dụng cái này giùm Hà, aspirin hàng của Mỹ nè nha. Rồi, một hộp đột quỵ đen hàm lượng 3X, nó có 180 viên, mỗi ngày sinh nhật một viên duy nhất rồi. Một hộp này mình sử dụng được 6 tháng trời luôn. Có giá 1,350,000. Chuẩn Mỹ 100%. Không đúng hàng Mỹ, mẹ bé Hà đền tiền ngay tại chỗ nha. Chị phí mình một chai dầu gội của Mỹ, sữa ông chúa bao nhiêu vậy? Dạ sữa ông chúa 690 chị. Rồi, một hộp đột quỵ đen 1,350,000. Rồi bây giờ Hà lên đi uống bổ mắt xong Hà lên sữa ông chúa cho chị. Có bé thuốc xịt viêm xoang không? Dạ có, xịt viêm xoang cao cấp cũng có luôn. Chị đợi Hà lên liền cho chị. Này chị, đi uống bổ mắt nè. Cái viên uống bổ mắt mà hình con mắt này nè, nó rất là nổi tiếng mấy chị, nó rất là nổi tiếng. Hà có trên 50 tuổi và có dưới 50 tuổi. Nghe Hà nói nè,
Đây là viên uống chuyên vitamin chuyên dành cho con mắt, bảo vệ tối đa cực kỳ tốt cho con mắt của mình. Trong đây nó có lutein bảo vệ chống lại ánh sáng xanh, lọc loại bỏ ánh sáng xanh là ánh sáng mà độc hại cho con mắt của mình. Trong đây nó có omega 3 bảo vệ cực kỳ tốt cho đôi mắt, chống khô mắt, viêm mắt, chống không bị ngứa, không bị sốt, không bị đỏ mắt, không bị mỏi nhừ mắt khi xem điện thoại và tivi và máy vi tính, không bị chảy nước mắt sống và không bị mỏi cơ mắt, mỏi mắt. Một hộp viên uống cao cấp dành cho người trên 50 tuổi, viên uống bổ mắt cho người trên 50 tuổi, chồng mình nè, cha mẹ mình, mỗi người sử dụng giùm Hà một viên. Nó là vitamin bổ mắt cao nhất, dòng cao cấp nhất. Trong đây nó có lutein, có omega 3, có vitamin C, D và E, A, hỗ trợ cực kỳ tốt giúp chúng ta không bị khô dụng mặt mắt, không bị viêm nhăn mặt mắt, không bị mỏi nhừ mắt, chảy nước mắt sống khi xem điện thoại, không bị khô mắt, ngứa mắt và đỏ mắt. Một hộp vitamin cao cấp của Mỹ có giá 1,1 triệu, không đúng hàng Mỹ đền tiền 1,000 lần. Nếu không đúng phát hiện ra hàng giả, Hà đền cho 1,000 lần. Chuẩn của Mỹ mới trả tiền cho em. Em cầm từ Costco của Mỹ về. Một hộp viên uống bổ mắt 450, dưới 50 tuổi mà nó có 30 viên thôi. Dưới 50 tuổi y chang như vậy, nhưng mà cái này là dưới 50 tuổi, còn cái này là trên 50 tuổi. Viên uống bổ mắt 1,1 triệu, 150 viên, sử dụng được 150 ngày. Viên uống bổ mắt dưới 50 tuổi 30 viên, 450. Made in USA. Ba tử phát uống sao hẹn ngưng nhận rồi mà không biết uống. Rồi chị đợi Hà trả lời. Các chị, đây là nhỏ mắt nhân tạo hay còn gọi là nước mắt sống. Đây được gọi là nước mắt nhân tạo hay là nước mắt sống, rất tốt cho mắt mình. Bắt đầu mấy em nhỏ của mình từ 12 tuổi và lên tới 90 tuổi luôn, mỗi ngày nhỏ mỗi con một giọt giùm Hà. Đây là hàng của Mỹ, nước mắt nhân tạo hay còn gọi là nước mắt sống của Mỹ, giúp loại bỏ tất cả các vi khuẩn ra khỏi mắt của mình, lọc bỏ bụi bặm ra khỏi mắt của mình, không bị ngứa mắt, không bị khô mắt, không bị sốn mắt, không bị mỏi mắt. Một cái nước mắt nhân tạo của nước Mỹ có giá 250, Made in USA. Nước mắt nhân tạo của Mỹ 250. Các chị, nó lọc sạch vi khuẩn ra khỏi mắt mình luôn nha. Không bị mỏi mắt, không bị ngứa mắt, sốn mắt. Comment giùm em nước mắt nhân tạo 250. Viên uống bổ mắt cao cấp 1,1 triệu, có được 150 viên, mỗi ngày một viên. Và cái này là 450 cho dưới 50 tuổi nha. Rồi, Hà lên cho chị sữa ông chúa xong Hà lên xịt xoan nha. Các chị, tại sao các chị phải uống sữa ông chúa? Chị em phụ nữ chúng ta đừng bao giờ mà bỏ cái sữa ông chúa. Đây là viên uống sữa ông chúa của Pháp. Các chị thấy cái lá cờ của Pháp không? Đây là viên uống sữa ông chúa của Pháp. Hàm lượng nè, 2600mg. Nó có 20 ống như vậy nè, 20 ống như vậy. Được sản xuất chuẩn của Pháp 100%. Em cầm từ Pháp về, bởi đây là gia đình Hà sống ở Pháp là 40 năm trời. Hà không qua trung gian của người nào hết. Các chị nhận cái sữa ông chúa này là Hà cầm từ Pháp tới tay mấy anh chị, không có qua trung gian của ai hết. Một cái sữa ông chúa chuẩn Pháp 100% có giá 690. Công dụng sữa ông chúa là gì? Công dụng sữa ông chúa nè, trị mất ngủ số 1. Ai mà đang bị mất ngủ trầm trọng, sữa ông chúa đi chị Hà. Sáng mấy chị ngủ dậy lấy một cái ly nước ấm, nước ấm nha, hoặc là ly trà ấm, mấy chị cắt cái ấm sữa ông chúa này khuấy lên uống cho Hà, hoặc tối trước khi đi ngủ mấy chị uống vẫn ok. Rồi bây giờ công dụng của sữa ông chúa nè, chống bệnh mất ngủ số 1, làm cho làn da đẹp rạng rỡ, giúp cho hỗ trợ về sinh lý cho chị em chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta không bị khô vùng âm đạo, cân bằng được nội tiết tố cho chị em phụ nữ chúng ta và làn da chúng ta đẹp nha. Một hộp sữa ông chúa của Pháp đang có giá 690, không đúng hàng Pháp đền cho mấy chị 1,000 lần liền tại chỗ. Ghi âm câu nói Hà lại, các chị nhận ra mà không chuẩn của Pháp, Hà đền cho mấy chị 1,000 lần. Cái đắt của nó là tháng 9 năm 2025, nó có 20 ống. Mỗi sáng mấy chị lấy một ly nước ấm, mấy chị cắt cái sữa ông chúa này ra, mấy chị khuấy lên uống vô cho Hà, hoặc tối trước khi ngủ cũng được, vô tư. Đẹp da, tăng cường sinh lý cho nữ giới, làn da đẹp rạng rỡ, vùng âm đạo không bị khô, giúp cho chúng ta cân bằng nội tiết tố, không bất quả, không đổ mồ hôi nha, không bị thiếu ngủ, và nó tốt về bên kinh nguyệt cho mình nha. Một hộp sữa ông chúa của Pháp
690 Made in France nha. Có xịt thơm vùng kính không? Rồi xịt thơm vùng kính nè chị. Nhỏ mắt nhân tạo cho Bảo Ngọc. Xịt thơm vùng kính nè. Trang Nguyễn Phương. Mấy chị 5 trong 1 nha, hàng của Mỹ nè, 5 trong 1. Một chai như vậy Hà đang bán là 245 ngàn, 245. Comment giùm Hà xịt thơm vùng kính 245 Made in USA. Rồi công dụng là gì? Thứ nhất là dưỡng da vùng kính không bị đâm đen, trị mùi hôi của huyết trắng, trị viêm nấm ngứa vùng kính, cân bằng nội tiết tố, cân bằng pH trong vùng kính. Một chai như vậy có giá 245 ngàn, Made in USA, xịt thơm vùng kính, một chai là 245, hàng của Mỹ, công dụng 5 trong 1, chuẩn của Mỹ 100%, chuẩn Mỹ 100%, xịt thơm vùng kính 245. Rồi tư vấn collagen trắng da đi. Rồi dạ mấy chị, bộ não 750 của Mỹ uống có bị tăng cân không? Dạ không nha, không phù nè mấy chị. Mấy chị đang bị ngộ nhận, mấy chị đang bị ngộ nhận là bị tích nước lên rồi tăng cân rồi phù nè. Dạ em xin đưa, đây là hàng của Mỹ, đây là hàng của Mỹ. Cái chị uống vô, công dụng của nó là ngăn ngừa chị bị đau về cái cổ nè, ngăn ngừa cho chị bị rối loạn tiền đình, chị đứng lên ngồi xuống không say sẩm, không đau đầu, không nhức đầu, trị mất ngủ cho chị. Ngoài ra không có tác dụng phụ gì hết nghe chị nha, hoàn toàn cam kết cho chị không có chuyện đó nha. Rồi bây giờ Hà lên cái xịt xoăn cao cấp nè. Hà có xịt xoăn của đằng Kylan 160 ngàn. Mấy chị nào mà xoăn hành quá nhức nè, nhức cái vùng hốc mắt nè, bị dị ứng mà ác xì liên tù tì nè, xịt cái này vô cho Hà. Xịt xoăn 160 của hiệu Kylan của Mỹ nè, ai từng sống ở Mỹ sẽ biết. Một cái chai xịt xoăn như vậy là 160, một set như vậy là 750, một set như vậy nó có 5 chai xịt xoăn của Mỹ hiệu Kylan. Xịt xoăn 160, Hà có xịt xoăn cao cấp. Các chị khi xoăn hành quá mấy chị nhức cái vùng này, nhức nguyên cái vùng lông mày, các chị giật cái này ra, các chị để như vậy nè, kê vô lỗ mũi, bóp một cái buông ra liền. Một chai như vậy mấy chị xài được 120 lần, mấy chị xài được 120 lần, nhìn giùm Hà nè, một chai mấy chị xịt được 120 lần. Đây là xịt xoăn cao cấp, đang viêm xoăn, nhức vùng hốc mũi, nhức vùng hốc mắt, nước mắt nó mũi chảy tè le hột me, ác xì liên tục tì, gặp phấn hoa, gặp dị ứng ác xì hoài, xịt vô cho Hà. Xịt xoăn cao cấp của Mỹ 320, xịt xoăn cao cấp 320. Rồi Hà lên cái kem đánh răng xong Hà lên collagen liền tức thì mấy chị. Hà lên kem đánh răng xong Hà lên cái collagen trắng da cho chị liền, soạn collagen cho con, tất cả các loại collagen. Các chị, đây là kem đánh răng Rest của Mỹ. Cái bà này nè, thứ nhất là bà siêu thơm. Bộ nào 750 cho Nguyễn Trân. Có thuốc nào uống chống bốc mã thì miễn tinh thôi. Dạ có chị, có Oproven rất hay, nên uống vào khuya. Tất cả các chị em phụ nữ chúng ta nên uống thuốc Oproven. Lên xà bông cục với sát thơm phòng đi. Rồi ok chị, là em lên cho chị liền, chị đợi em nè. Nè chị, đây là kem đánh răng Fresh của Mỹ nè. Khi mấy chị cui ra cái bạn này 232 gram nè, siêu thơm, siêu trắng răng, nói chuyện ra mà bị cái hơi thở của mình bị hôi miệng, bị sâu răng, lấy sạch mảng bám răng ra luôn. Em cầm từ nước Mỹ về, một set như vậy là 5 cây 900 ngàn, được miễn ship. Một tuyếp như vậy là 185 ngàn, không chuẩn của Mỹ đền tiền 1000 lần, không đúng hàng của Mỹ em đền cho mấy chị 1000 lần. Khi mấy chị mua một tuyếp kem đánh răng, các chị vẫn phải kiểm tra cho Hà dịnh cái này dùm á.